Dạ, em xin chào quý cô chú anh chị ha. Thì hôm nay em tiếp tục giới thiệu tới quý cô chú anh chị là một căn nhà ở hẻm đường Liên Khu 45, ấp 3, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh. Thì nhà nó có diện tích là 4 x 7, đổ suốt một lầu. Thì phía trên lầu hiện tại là chủ chưa ngang phòng nha quý anh chị. Sau này quý anh chị mua về mà muốn ngang phòng bên trên thành hai phòng thì chủ sẽ bao cho mình ngang thành hai phòng luôn nha. Thì hiện tại hẻm này là hẻm 4 m ha. Thì khu này là khu dân cư hiện hữu. Thì giá của căn nhà này là 1 tỷ 350 ha. Thì giá này là chỉ bất lọc thôi nha quý anh chị. Khu này là khu rất là đông dân rồi đó, thì quý anh chị cũng thấy đó, thì khu này cái đường hẻm này quý anh chị thì nhà tầm 47 hết nha, không có diện tích lớn hơn ha, chỉ bên ngoài thôi thì diện tích nó lớn hơn xíu. Đây thì em mời quý anh chị vào bên trong. Thì nhà này đã có đồng hồ điện nước, nước sạch đồ vô tới nhà rồi nha quý anh chị, nên mình an tâm ha. Nhà 47 xây rất kiên cố, thì nhà này hiện tại là cao hơn đường rồi nên sau này đường có nâng lên xíu thì quý anh chị cũng an tâm ha. Nhà này thì tại diện tích nó ngắn thì chủ có làm một tấm vách ngăn ra giữa cái bếp và phòng khách nha quý anh chị. Bởi vì theo phong thủy thì khi mà ở bên ngoài cửa mình nhìn vô thấy cái bếp thì nó cũng không hay ha. Nói chung phong thủy nó cũng không đẹp. Nên chủ làm tấm vách ngăn lại. Nhà đây thì quý anh chị mua về cũng ở liền thôi. Ví dụ như tình trạng nhà này có ở trên phía bên trên có tấm kiến nó bị bẻ quý anh chị, thì khi quý anh chị mua thì chủ sẽ làm luôn cái tấm kiến đó cho mình nha. Nên quý anh chị cứ an tâm. Đây là cái chỗ để máy giặt và nhà vệ sinh. Thì căn này chỉ có một nhà vệ sinh bên dưới nha quý anh chị. Tại diện tích nó cũng ngắn nên mình cũng ở trên thì mình ngăn thành hai phòng ở, ngủ cho nó sướng ha. Nó thoải mái. Tại nhà mới thì bất cứ cái gì trong nhà này thì cũng đều rất là mới và sạch sẽ nha quý anh chị. Nên mình cũng an tâm. Mua về là vô ở liền thôi. Thì giờ em mời quý anh chị lên phía trên lầu. Ở trên này hiện tại là để xuống nha quý anh chị, thì không ngăn phòng. Đây, cái kiến cửa sổ phía sau thì nó có miếng kiến bị bẻ rồi. Khi quý anh chị mua về thì chủ cũng sẽ là làm kiến mới cho mình luôn nha. Thì cái đó thì chủ không có tính tiền. Ở trên này là quý anh chị muốn làm hai ngăn hai phòng mà ngăn kiểu gì thì chủ sẽ lan ngăn luôn cho mình nha. Thì cái tiền đó thì cũng không có tính nha. Thì giá nhà đó là 1 tỷ 350 rồi thì chủ sẽ bao mấy cái vấn đề đó. Dạ thì từ vị trí căn nhà này mình di chuyển ra chợ Bình Thành chỉ có gần 300 m thôi nha quý anh chị. Thì chợ Bình Thành là nó gần với lại khu dân cư Vĩnh Lộc qua. Thì khu đó thì rất là VIP rồi. Chung cư đồ mọc lên hai ba cái luôn. Giá nhà của đó cũng khá là mắc nha quý anh chị, tại vì đó cũng là Vĩnh Lộc B rồi. Nghĩa là nhà này giáp với Bình Tân mà. Dạ thì em cũng cảm ơn quý anh chị đã theo dõi clip của em ha. Quý anh chị nào có nhu cầu thì cứ điện thoại trực tiếp số điện thoại của em hoặc là kết bạn Zalo, em sẽ gửi thông tin qua ha. Khu này khá là đông đúc nha quý anh chị. Dạ thì em xin cảm ơn ạ. Hẹn gặp lại quý anh chị ở clip sau.